Bài Kinh số 6 Kinh Ước Nguyện Akankheya Sutta 64 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá vệ Tại Zetavana Kỳ Đà Lâm Vườn ông Anatha Pindika Cấp cô độc Ở đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo này các tỷ kheo bạch thế tôn những tỷ kheo ấy vâng đáp thế tôn thế tôn giảng như sau các tỷ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh đầy đủ giới bổn sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn đầy đủ uy nghi chánh hạnh thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt chơn chánh lãnh thọ và học tập các học giới. 65. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng ta được các đồng phạm hạnh thương mến, yêu quý, cung kính và tôn trọng, tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh thích sống tại các trú xứ không tịch này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta được các vật dụng như y phục các món ăn khất thực sàn tọa và các dược phẩm trị bệnh tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống tại các trú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng ta nay hưởng thọ các vật dụng như y phục, các món ăn khất thực, sang tọa và các dược phẩm trị bệnh. Mong rằng hành động của những vị tạo ra các vật dụng ấy được quả báo lớn, được lợi ích lớn. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng những bà con huyết thống với ta khi họ chết và mệnh chung, nghĩ đến ta với tâm hoan hỷ và nhờ vậy được quả báo lớn lợi ích lớn. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. 66. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng ta nhiếp phục lạc và bất lạc chớ không phải bất lạc nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục bất lạc được khởi lên. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng ta nhiếp phục khiếp đảm và sợ hãi, chớ không phải khiếp đảm và sợ hãi nhiếp phục ta. Mong rằng ta sống luôn luôn nhiếp phục, khiếp đảm và sợ hãi được khởi lên. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng tùy theo ý muốn, không có khó khăn, không có mệt nhọc, không có phí sức. Ta chứng được bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện có những giải thoát tịch tỉnh, siêu thoát sắc giới, thuộc vô sắc giới. Mong rằng ta có thể cảm xúc với thân và sống an trú trong cảnh giới ấy. Tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. 67 này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta trừ diệt ba kiết sử chứng quả dự lưu không còn bị đọa lạc chắc chắn hướng đến chánh giác tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống tại các trú xứ không tịch này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng trừ diệt ba kiết sử làm cho muội lược tham sân si ta chứng được nhất lai chỉ phải trở lại đời này một lần nữa để đoạn tận khổ đau tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống tại các trú xứ không tịch này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng trừ diệt năm hạ phần kiết sử ta được hóa sanh chứng được niết bàn ngay tại cảnh giới ấy không còn trở lui thế giới này nữa tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống tại các trú xứ không tịch 68 Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, mong rằng ta chứng được các loại thần thông, một thân ta hiện ra nhiều thân, nhiều thân ta hiện ra một thân, ta hiện hình, biến hình, đi ngang qua vách, qua thành, qua núi, như đi ngang hư không. Ta độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong nước ta đi trên nước không chìm như trên đất liền ta ngồi kiết già dạ, ngang qua hư không như con chim với bàn tay ta chạm rờ mặt trăng và mặt trời những vật có đại oai lực đại oai thần như vậy ta có thể thân ta có thần thông bay cho đến phạm thiên tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống tại các trú xứ không tịch này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng với thiên nhĩ thanh tịnh siêu nhân ta có thể nghe hai loại tiếng chư thiên và loài người ở xa hay ở gần tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống tại các trú xứ không tịch Này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng với tâm của ta ta biết được tâm của các chúng sanh và loài người tâm có tham ta biết tâm có tham tâm không tham ta biết tâm không tham tâm có sân ta biết tâm có sân tâm không sân Ta biết tâm không sân, tâm có si, ta biết tâm có si, tâm không si, ta biết tâm không si. Tâm chuyên chú, ta biết tâm chuyên chú. Tâm tán loạn, ta biết tâm tán loạn. Tâm đại hành, ta biết tâm đại hành. Tâm không đại hành, ta biết tâm không đại hành. Tâm chưa vô thượng, ta biết tâm chưa vô thượng tâm vô thượng ta biết tâm vô thượng tâm thiền định ta biết tâm thiền định tâm không thiền định ta biết tâm không thiền định tâm giải thoát ta biết tâm giải thoát tâm không giải thoát ta biết tâm không giải thoát tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống tại các trú xứ không tịch này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời hai đời ba đời bốn đời năm đời mười đời hai mươi đời ba mươi đời bốn mươi đời, bốn mươi đời năm mươi đời một trăm đời một ngàn đời một trăm ngàn đời nhiều hoại kiếp nhiều thành kiếp nhiều hoại và thành kiếp ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này ăn uống như thế này thọ khổ lạc như thế này thọ mạng đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ kia ta được sanh chỗ nọ tại chỗ ấy ta có tên như thế này dòng họ như thế này giai cấp như thế này ăn uống như thế này thọ khổ lạc như thế này thọ mạng đến mức như thế này sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ra ở đây tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống tại các trú xứ không tịch này các tỷ kheo nếu tỷ kheo có ước nguyện mong rằng với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân ta thấy sự sống và sự chết của chúng sanh ta biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ các tôn giả chúng sanh nào làm những ác hạnh về thân về lời và về ý phỉ bán các bậc thánh theo tà kiến tạo các nghiệp theo tà kiến những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục các tôn giả chúng sanh nào làm những thiện hạnh về thân về lời và về ý không phỉ bán các bậc thánh theo chánh kiến tạo các nghiệp theo chánh kiến những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên thiện thú cõi trời cõi đời này như vậy ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh ta biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt kẻ cao sang người đẹp đẽ kẻ thô xấu người may mắn kẻ bất hạnh đều do hạnh nghiệp của họ tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật, kiên trì, nội tâm tịch tỉnh, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán hạnh, thích sống tại các trú xứ không tịch. 69. Này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước nguyện, với sự diệt trừ các lậu hoặc, sau khi tự tri tự chứng ta chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại tâm giải thoát tuệ giải thoát không có lậu hoặc tỷ kheo ấy phải thành tựu viên mãn giới luật kiên trì nội tâm tịch tỉnh không gián đoạn thiền định thành tựu quán hạnh thích sống tại các trú xứ không tịch này các tỷ kheo hãy sống đầy đủ giới hạnh đầy đủ giới bổn sống phòng hộ với sự phòng hộ của giới bổn, đầy đủ uy nghi chánh hạnh, thấy sự nguy hiểm trong các lỗi nhỏ nhặt, chơn chánh lãnh thọ và tu học các học giới. Như vậy, Phàm đã nói gì? Chính duyên ở đây mà nói vậy. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế Tôn.